mọi người, hôm nay Ad Hậu xin giới thiệu mẫu đồng hồ DC111 nha. Đây, mặt đồng hồ có logo Ad Hậu này. Thép mạ sơn tĩnh điện 3 lớp. Đây, bên mình còn phủ thêm lớp bóng nữa. Thì cái sản phẩm này có bộ độ bền là 15 năm. Kích thước của sản phẩm là 72cm mọi người nhé. Kim trôi không có tiếng động nữa. Bên mình bảo hành 6 năm này. Treo ở phòng khách hoặc là phòng ăn.